Tế bào ung thư luôn tiềm tàng trong cơ thể và nhiệm vụ của hệ thống miễn dịch là phát hiện và tiêu diệt. Khi mắc ung thư, hệ miễn dịch suy giảm là điều kiện thuận lợi cho tế bào ung thư phát triển. Điều trị ung thư bằng phương pháp hóa trị và xạ trị không chỉ tác động lên tế bào ung thư mà còn làm tổn thương đến các tế bào khỏe mạnh, có thể khiến hệ miễn dịch suy yếu, không đạt được hiệu quả điều trị. Để ngăn ngừa cũng như điều trị ung thư hiệu quả, điều quan trọng là cần có hệ miễn dịch khỏe mạnh. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Khỏe 365 ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, để tăng cường hiệu quả điều trị cũng như là hạn chế tối đa các tác dụng phụ do quá trình điều trị ung thư, các nhà khoa học đã tìm ra liệu pháp tăng cường hệ miễn dịch tự thân. Và đây được coi là đột phá mới trong công tác hỗ trợ điều trị ung thư. Và để quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn về liệu pháp tăng cường hệ miễn dịch tự thân là gì, thì chúng tôi đã mời tới trường quay hôm nay Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Chính Đại, là nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai. Vâng, cảm ơn, chào các bạn. Lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, liệu pháp tăng cường hệ miễn dịch được coi là bước tiến quan trọng trong điều trị ung thư. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về liệu pháp này? Trong những năm gần đây, thì ngoài các cái phương pháp mà điều trị mà kinh điển, ví dụ như phẫu thuật, xạ trị, hóa chất, rồi gần đây là phương pháp điều trị đích, thì trong một vài năm trở lại đây thì cái liệu pháp miễn dịch trở nên là một cái liệu pháp mà hiện nay toàn thế giới người ta đương đi sâu vào, người ta nghiên cứu. Các loại bệnh thì đều có ảnh hưởng đến vấn đề miễn dịch. Miễn dịch tức là gì? Tức là những cái bệnh lý nó thắng được cái sự chống đỡ của cơ thể và nó tạo thành bệnh lý. Thế thì để khắc phục lại cái tình trạng đó thì người ta sẽ dùng những cái thuốc cũng như các cái biện pháp để kích thích cái hệ miễn dịch của cơ thể, làm cho cơ thể tự chống đỡ lại đối với bệnh. Sau khi mà có hai nhà khoa học là Mỹ và Nhật Bản được giải thưởng Nobel về tìm hiểu ra cái cơ chế miễn dịch của bệnh lý nói chung và trong đó có ung thư, thì hiện nay cả thế giới người ta đi sâu vào nghiên cứu về vấn đề này. Và bước đầu cũng đã đưa lại cái kết quả rất tốt. Và hiện nay tại Việt Nam cũng như thế giới đã điều trị cho một số những cái bệnh ung thư thường gặp mà tiên lượng rất xấu. Thì khi điều trị miễn dịch thì đã đưa lại cái kết quả khả quan. Nó cũng là những cái kết quả bước đầu. Tuy nhiên là những cái phương pháp này còn phải được tiếp tục nghiên cứu sâu hơn nữa. Vậy thì khi mà có thể được tăng cường hệ miễn dịch tự thân thì nó sẽ hỗ trợ các công tác điều trị của bệnh nhân như thế nào? Dựa trên cái cơ sở khoa học của các nhà khoa học người ta đã tìm ra thì người ta thấy rằng trong cơ thể con người ta có những cái tế bào miễn dịch mà người ta thường gọi là những cái lympho T. Thì khi cái người bệnh bị bệnh thì cái tế bào ung thư nó sẽ tiết ra những cái chất nó làm bất hoạt, không cho cái tế bào lympho T miễn dịch này hoạt động và nó ức chế không cho tăng sinh cái tế bào T này. Thế bây giờ các phương pháp điều trị miễn dịch tức là gì? Người ta tìm ra cái cơ chế như vậy, người ta dùng các cái thuốc để ức chế lại những cái tế bào ung thư bằng cách là ngăn chặn cái việc ức chế tế bào T để cho tế bào T ở trong cơ thể của mỗi người tiếp tục được phát triển lên. Và chính cái lympho T đó nó sẽ chống đỡ lại với bệnh, nó tiêu diệt những cái tế bào ung thư. Đấy là cái cơ chế mà hiện nay trên thế giới người ta đang nghiên cứu. Thế thì để điều trị đó thì người ta đã dùng một số những cái thuốc điều trị cho rất nhiều những cái bệnh ung thư hiện nay. Ví dụ như điển hình nhất là cái bệnh ung thư phổi. Cho đến nay người ta điều trị đưa lại cái kết quả khá tốt. Ở những cái nhóm người có điều trị và không điều trị đã có những cái thời gian sống thêm đáng kể. Thì bên cạnh đó một số những cái bệnh khác, ví dụ như ung thư vú, như ung thư hạch hoặc là những cái ung thư hắc tố là những cái ung thư tiên lượng rất xấu. Thì hiện nay bằng những phương pháp điều trị miễn dịch người ta đã cải thiện được chất lượng sống cũng như là thời gian sống cho người bệnh khá tốt. Cụ thể là liệu pháp này thì có thể áp dụng cho các loại bệnh ung thư nào, thưa bác sĩ? Các cái liệu pháp miễn dịch thì có thể trị được rất nhiều loại bệnh. Tuy nhiên hiện nay những cái bệnh mà thế giới người ta đã áp dụng và đã đưa lại cái kết quả tương đối cụ thể là những cái ung thư như ung thư phổi, ung thư hạch, rồi ung thư vú, rồi ung thư hắc tố. Vậy thì trong quá trình điều trị bệnh ung thư, liệu là các bệnh nhân có thể lựa chọn các sản phẩm giúp tăng cường hệ miễn dịch như là các sản phẩm được chiết xuất từ hồng sâm hay không ạ? Rõ ràng rằng để điều trị ung thư nó làm cái quá trình điều trị rất phức tạp. Bên cạnh những cái biện pháp điều trị đặc hiệu như hóa trị, xạ trị, phẫu thuật vân vân hoặc là điều trị đích thì cái vấn đề dinh dưỡng, vấn đề rèn luyện cũng là một cái vấn đề cực kỳ quan trọng. Tôi nói ví dụ cái vấn đề dinh dưỡng thì ngoài cái chuyện ăn uống bằng những thức ăn tương đối lành mạnh, tỷ lệ khẩu phần ăn cân đối, nhiều vitamin và các yếu tố vi lượng, có một số những cái sản phẩm trong đó có hồng sâm thì nó cũng có một cái vai trò nhất định trong cái việc nâng cao cái khả năng miễn dịch của người bệnh. Qua những cái theo dõi lâm sàng, người ta thấy rằng là ở những người bệnh mà có dùng hồng sâm thì sức khỏe có tốt hơn. Và khi mà cái sức khỏe của người ta tốt thì tự khắc người ta chống đỡ được với bệnh và chịu được những cái phương pháp điều trị đặc hiệu. Ví dụ như phẫu thuật, xạ trị, hóa trị là ba cái phương pháp cơ bản thì khi điều trị vào nó đều gây nên cái tình trạng giảm miễn dịch cho người bệnh. Và người bệnh sức khỏe suy sụp, việc dinh dưỡng tốt và dùng sâm đấy, nó làm cho cái sức khỏe người bệnh tốt lên thì đương nhiên cái khả năng miễn dịch của người bệnh cũng tốt lên và nó sẽ tạo cái thuận lợi cho việc điều trị. Bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn về hiệu quả của hồng sâm trong quá trình tăng cường hệ miễn dịch cho bệnh nhân. Khi mà dùng được cái hồng sâm vào thì tôi cho rằng là rất tốt, thể lực của người bệnh tốt lên. Và thực tế người ta thấy rằng khi mà dùng hồng sâm vào thì nó có một số những cái chỉ số, ví dụ cái chỉ số lympho T nó có cao hơn so với người không sử dụng. Ví dụ như cái tế bào CD4 nó là một tế bào miễn dịch ở trong cơ thể, khi mà dùng cái hồng sâm trong một cái khoảng thời gian dài thì người ta thấy rằng là các cái chỉ số này nó có cao hơn so với người bình thường không dùng hồng sâm. Đấy là cái cơ bản khẳng định được cái vai trò của hồng sâm. Nó cũng có một cái giá trị nhất định trong cái việc nâng cao cái sức khỏe cũng như là cái khả năng miễn dịch của người bệnh. Xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, vậy có thể khẳng định là hồng sâm hoàn toàn có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là đối với bệnh nhân ung thư. Khi mà sử dụng hồng sâm thì sẽ kích thích tế bào miễn dịch phát triển cũng như là thanh lọc các tế bào xấu. Một lần nữa thì cũng xin được chân thành cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình của chúng tôi do công ty BTGin Việt Nam tài trợ. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Hồng sâm enzyme nâng niu sức khỏe gia đình bạn.